Cầm camera thì quay cho anh đi. Được rồi chú ơi, chú rạch hai bên ấy đi, hai bên cái hõm ấy, hõm chân á. Ồ trời, nó vẫn chưa chết à? Và chú mổ cái đấy trước cũng được. Và cứ cứ mổ cái đấy trước cũng được. Cắt từ cái mồm xuống chú ơi, cắt từ cái mồm xuống ạ. Cắt từ một Vâng, cắt cắt hẳn vào trong mồm đấy. Rồi. đây Vâng. hồng trước nhé. À, cái hầu không cần kiểm tra cái hầu đâu. Cái đấy nó không có bệnh tích gì, cái đấy không không kiểm tra cho nhanh. Không cần kiểm tra gì Cái hết. họng đi, chú kiểm tra cái họng đấy, cái họng đấy chú rửa đi cho cháu, chú tách hẳn ra chú rửa cho cháu. Chú tách Đây. ra, chú tách ra, chú rửa nước đi cho cháu. Rửa đi để xem nó có xuất huyết không. Đúng rồi đấy, em bỏ ra trên trên Vâng. mặt cho Nhìn là chắc là xuất huyết rồi. lên đây Nhìn thấy là xuất huyết rồi nhưng mà cứ cứ kiểm tra kỹ lại cho nó chắc để chỉ lần sau biết ạ. để ra gọi năm thôi, ngồi tiếp đi, ngồi tiếp đi Đâu con đâu đâu, này. rửa đi ạ. Cứ rửa rửa đấy từng cái đi, xong là chẩn đoán của con này nó cũng sẽ ra thôi mà. Để vào đây, bố giữ cho anh xem. Vâng, quay quay đây ạ. Đây nha mọi người xem này. Mọi người xem là nó bị xuất huyết ở thanh khí quản này, thanh quản này. Đấy, chú kéo cái tay ở phía tay trái của chú ạ. Đấy, cái tay trái của chú đấy, tay trái của chú đấy, bỏ ra đấy, nhìn rất rõ không đấy, mọi người nhìn nhìn rất là rõ là nó xuất huyết lấm chấm đấy, là bệnh tích của INT nhá, nó có bệnh tích của INT rồi nhá, đúng không? Rồi ok, đây bây giờ chú kiểm tra xoang mũi cho cháu đi, mổ đang mổ cái đầu kiểm tra xoang mũi đi chú ơi, chú kiểm tra xoang mũi cho cháu, chú cắt ngang cái mũi, cắt cụt cái chỗ mũi mỏ ấy đi. Thì quay vào vào cái chỗ mà bạn để bác phải chú quay chú ấy, cái mũi chú ấy, cái mũi của nó đấy, cắt cắt ngang, cắt ngang chú ạ, cắt ngang ra, xong là mình nặn xem cái mũi như thế nào đấy. Đúng rồi, cắt giữa lỗ mũi ấy, đúng rồi đấy, nhìn nha mọi người, nhìn này, cái bọt mũi giải ra là rất là nhiều, là cái này là bị INT à, bị coryza nhá. Đấy, cắt ra đi cắt và cắt đi đấy, nặn ra xem là rất là nhiều mũi ấy, đúng không đấy, mũi đấy đúng không ạ, thế là bị cô đi ra rồi nhá, đúng không ạ? Bây giờ rạch cái đầu, rạch ra đầu đi, rạch ra đầu nó ra đi. Vâng, cắt cái da đầu nó ra đấy, đúng rồi, chúng làm tốt lắm ạ. Đấy, cứ cắt cái da đầu ấy ra xem là nó ấy không. Đấy, chú rạch cái da đấy xem có nó có cái màu vàng gì không, có thấy màu vàng không, hay là nó có kén vàng vàng gì không ạ? Có màu vàng. Nó tạo cái bã đậu vàng vàng đấy ạ. Chỉ có màu vàng chứ không tạo bã đậu. Nó không, chưa thành bã đậu nhưng mà nó có dịch dịch màu vàng đấy chú. Đúng đúng, có đấy, màu vàng. đấy, dịch màu vàng đấy là APV nhá. chú Màu chú vàng đấy. vâng chú kiểm tra da má nữa, nếu mà có con nó bị da má ấy, ở má nó cũng có đấy, nếu mà những con nó chưa sưng lên thì mình không nhìn thấy đâu chú ạ. Đúng rồi. Vâng, những con sưng là chắc chắn là nó sẽ có dịch màu màu vàng vàng đấy. đấy, màu vàng hết đây này. Đấy, da má, da đầu nhá. Đúng rồi, xong đấy, da đầu này đấy, thế là xong xong là xong, là cái đầu đấy là xong rồi, bây giờ là mổ kiểm tra ở dưới đấy ạ. Có cần kiểm tra xong xong đầu rồi tuyến này không? Không, cái đấy nó cũng không quan trọng đâu, nó viêm mắt thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ bị xuất huyết mắt chú ạ. Và chú xoay con gà lại đi, chú cắt vào hai cái rìa cho cháu, xoay xoay lại đấy, cắt vào hai hõm đấy, xong đúng lột rồi. lên, và cắt một phát ở giữa cũng được, xong rồi cắt vào hai bên, Đúng rồi. và chú lột đi, lột ra cháu kiểm tra cho cháu cái cơ ức lên xem nào. Chú chắc là cũng biết mổ rồi. Vâng. Đấy thì cháu chỉ chẩn đoán giúp cho là cái bệnh tích đấy là gì thôi. Cái video này cháu sẽ lưu lại, xong có gì cháu sẽ gửi cho, thì cháu phân tích đấy thì chú sẽ biết.
Đấy, gửi cho em. Cắt vừa vừa thôi chú ạ. Cắt vừa vừa ấy không nó nó thủng mất túi khí. Cắt từ từ thôi. Vâng, lật nó lên ạ. Đấy, chú xuống xem quay sát rồi túi khí đấy nó có bị mờ đục không? Có. Đấy, túi khí là hơi hơi mờ đục nhưng mà nó có phi và đin không có đúng không? Không có phi và đin mới có chấm chấm này ở trên đấy đúng không? À, túi khí trong. Trong nhưng mà nó cũng có một cái nấm chấm ở trên đấy chú. Đúng rồi, có. Vâng, cái đấy là nó bệnh tích của của CCD nhá. Vâng, CCD. Đấy, nó có bệnh tích của CCD đấy. Mà nước này. Vâng, túi khí nó hơi mờ đục. Đấy, cái giai đoạn này thì nó cũng là nó cũng không nhiễm nặng lắm. Được rồi, ok, chú kiểm tra tim cho cháu đi. Tim cẩn thận để xem là có dịch bao tim không. Kiểm tra xong màng phổi rồi thì có thể cắt sâu xuống thêm tí nữa chú ạ. Bởi vì là mình kiểm tra xong màng túi khí rồi. Phải nhiều người mổ là không để ý là hay mất cái màng túi khí đấy. Chú biết là hai bên là cái này. Chứ cái chất là cũng cho cầm mà. Và chú xem cái màng bao tim đấy nó có chứa dịch không chú? Màng bao tim bị ấy đây chưa? Cái dịch trong cái xoang bao tim đấy. Nó bị mỡ. Mỡ thì cái đấy nó béo thì mỡ thì không nói rồi nhưng mà dịch đấy. Mỡ phần tim cái này. Vâng, chú xem cái dịch nó có dịch mỡ không ạ? Có cái dịch vàng vàng ấy ạ. Chú bóc cái tim đấy, cứ bóc ra cẩn thận không nó rách mất cái tim. Đấy cứ bóc ra, đấy có dịch màng bao tim có dịch không ạ? Không. Màng bao tim có dịch không chú? Không không. Không có thì chú tách tim ra cho cháu đi tách đi. Chú tách ra xong mà chú rửa đi cho cháu là xem là nó có xuất huyết mỡ không? Chỉ có mỡ vành tim thôi. Mỡ vành tim có xuất huyết không chú? Không. Không xuất huyết gì. Dạ vàng, thế chắc là không có tụ huyết trùng. Không không sao vàng. Không. Vàng. Nhưng mà cái màng bao ấy là nó hơi đục. Đấy. Màng nó vàng. Nó chỉ vàng thôi. Nó đục đục vào chú ạ. Cái màng bao tim ấy bình thường là nó cũng phải trong suốt cơ. Đúng rồi, cái này nó hơi vàng. Nó hơi đục vàng. Cái này nó cũng là cái biểu hiện ban đầu của tụ huyết trùng đấy. Vâng, tim này cũng là tụ huyết trùng đấy, cho nên là hôm qua nó mới chết mất mấy con đấy. Ngày hôm qua chết 5 con đấy chú ạ. Chủ yếu là tụ huyết trùng. Vâng. Nói chung đàn này ghép nhiều ạ. Vâng. Được rồi, ok, chú mổ thêm đi cho cháu. Mổ thêm, bỏ gan ra đi, tách gan ra. Bỏ tách gan nhá. Vâng, tách gan ạ. Cái phế quản ấy tí nữa kiểm tra phế quản nữa cơ chú ạ. Được. Vâng, chú cứ tách cái gan đi xong tí nữa kiểm tra lại cái phế quản. Để xem nó có kén ở trong phổi không mà nó ngớp đấy chú. Đấy, hoặc là kiểm tra luôn cái phế quản đi, cắt cái theo cái ống thở đấy xuống chú ạ. Đúng rồi. Vâng, chú cứ quay chú cắt cái ống thở xuống cho cháu. Kệ nó, cái đấy không cần tách ra cũng được. Kéo của mình nó bé hay khó. Vâng, chú cắt thẳng cái ống thở đấy xuống cho cháu xem là cái trong phế quản đấy nó có ấy không. Xoay xoay con gà lại cho dễ. Đấy, đúng rồi. Đấy, cắt thẳng theo cái đường ống thở ấy xuống. Đấy, cắt thẳng đấy xuống ạ. Đáng lẽ ra lúc trước là mình chưa chưa cắt cơ chú ạ. Chứ cái quy trình này mổ này là nó không không đúng theo kiểu của cháu cho nên nó cũng khó. Chú cứ cắt theo cái ống thở xuống xem có kén ở trong dưới phổi không. Thở nó có ngắn lắm. Cứ cắt đi. Và chú cứ cắt cái phổi ra đi xem là trong dưới có dịch bọt không. Cháu thấy phổi của nó cũng vẫn đẹp mà. Cắt kéo vào chú. Cho nó thế này nhé. Vâng. Nó lột ra cũng được. Phổi này là đang bị nhục hóa rồi. Đúng rồi, nhục hóa. Vâng.
nó thiếu, hiện tượng này là thiếu khí, bị nhục hóa ở bên phía bên ngoài. Chú cứ cắt đôi ra xem ở trong đấy có nhiều dịch không chú. Nó đang tắm xuất huyết cái này. Vâng. Đang tắm xuất huyết. Vâng vâng đúng rồi. Cái đấy nó tụ huyết thì nó cũng bị, nó do tụ huyết trùng chú ạ. Chú cắt đôi cái phổi cho cháu xem là nó có chứa dịch nhiều, dịch nhầy trong phổi không. Bởi vì con gà nó hiện tượng nó ngớp mà. Chú bóp chú lặn xem nó có dịch mủ gì không. Không có. Và chắc là khả năng là nó không cung cấp đủ oxy, nó cũng thở ngớp bởi vì phổi đang bị nhục hóa nhiều quá. Không có lấm không gì cả, đúng không ạ? Không, đúng rồi. Và nó chỉ bị nhục hóa đấy, nó bị mất chức năng phổi thôi. Thì chắc là không phải bị ORT. Rồi ok, chú tách cái gan ra đi, gan này chú xem là nó có hiện tượng gì không. Tách lấy vừa lấy kéo vừa tách vừa cắt chú ạ. Để cho nó đỡ bị vỡ gan đi thì... Có cần nếp mặt không ạ? Chân để vỡ mặt cho gan. Chú có thấy hiện tượng xuất huyết không? Hiện tượng rồi đấy. Cái chỗ kia là kéo chọc vào rồi, còn gan này. Cái này hiện tượng đây này. Chỗ chưa thấy. Xa ra tí ạ, quay gần nên nó không nhìn thấy đâu. Đây này. Có hiện tượng xuất huyết là hay sao chú? Hiện tượng này là hiện tượng khác thường thôi. Vâng. Nó chấm chấm đen đấy. Và cái đấy là gan nó hơi bị mất chức năng, nó tích vào thôi. Quay mặt dưới đây nè. Vâng, chắc là không vấn đề vì gan đâu. Chú cứ mổ tiếp cái dạ dày tuyến cho cháu đi, để cháu nghe điện phát nhá. Alo chú à. Ôi bận quá thôi. Bây giờ gà bây giờ nó khỏe chưa chú? Nó có khỏe hơn không hay là nó vẫn lù dù? Gà nó có khỏe hơn không hay nó vẫn lù dù? Cái này là lù dù. Thì chắc là do là khí độc chuồng nuôi hôm qua phun vào rồi. Thế bây giờ như này chú lên chú lấy vaccine về cho nó uống đi. Nhá, cháu đang bận quá. Làm cái nghề này nó bố tổ là cháu bận không dứt được ra cái khổ thế này, vẫn còn đang phải chuẩn đoán cả online làm gì được đâu. Chú cứ lên đi, nên lấy vaccine, nên lấy cả thuốc luôn đi, xong rồi ấy, bởi vì để xem là nó khỏe hơn không. Vâng vâng, đây rồi chú ơi, cái chú rạch cái dạ dày tuyến ra chưa? Đâu đấy, đấy đâu. Nhưng mà chú có cái dạ dày cơ đâu? Cái đấy là thực quản đi chú. Đấy đấy, dạ dày tuyến đấy cơ mà. Chú bóc khẩn ra đi, bóc khẩn ra cho cháu nó rửa đi. Cả dạ dày cơ nhá. Vâng, cả dạ dày cơ luôn chú cắt nhá. Thế chú cắt cho chú rửa cả đi, chắc là dạ dày không vấn đề gì, ok, không vấn đề gì rồi. Xem dạ dày cơ xem nó có bị làm sao không. Đấy, cắt thẳng xuống vào, đúng ạ. Con gan con này nó chưa phải chết được gì mà nó bị bệnh. Không thấy gì. Vâng. Không vấn đề gì cái dạ dày đấy chú ạ. Rồi chú kiểm tra ruột cho cháu đi. Chú lôi hết ruột ra xem, kiểm tra bên ngoài xem là đấy cái màng cho ruột đấy có thấy bọt không? Có thấy bọt khí không? Đấy, còn những cái bọt bọt nó bám ở trên này này.
Vâng, đấy cũng là cái bệnh tích của CCD đấy chú. E. coli nó bám trên đấy đấy, E. coli đấy. Và con gà nó sẽ bị sốt, nó lù dù ở cái chỗ đấy đấy. Nhiễm trùng máu đấy. Vâng, chú cứ nôi hết cả ruột ra để xem cái ấy đi, cái sơ bộ ban đầu đi, chú xem sơ bộ từ từ trên xuống dưới xem là nó có những nốt nào hoại tử hay là xuất huyết không, để xem có bệnh. Vâng, xem dọc đấy là xem có bị xuất huyết không, nó có nó hoại tử đấy. Đây chứ có là nó không không xuất huyết, chứ có thì chưa xuất huyết này. Vâng, nó không xuất huyết hả? Thế thì không có viêm ruột hoại tử. Đó, nhưng mà thì chưa xem bên trong. Vâng, thế chú rạch ra đi, rạch ra xem là như thế nào. Chú cứ rạch ra. Nếu mà nó bị E. coli thì nó sẽ có bọt ở trong trong đường ruột đấy. Chú đừng cho vào thau, chú rạch rạch ra để xem có bọt không thôi. Có bọt không ạ? Chắc chắn là có bọt đấy, ruột ở trong nó viêm đấy chú. Thế này có phải là viêm ruột hoại tử không? Đây là kiểu viêm ruột hoại tử. Không, viêm viêm này nó viêm thành giải này là do E. coli thôi, chứ không hoại tử, nó sẽ thành những nốt tròn tròn. Đây cũng có đây này, nắp tấm này. Vâng, đấy, nó chưa sâu vào bên trong thành ruột thôi. Đây, nắp tấm này, nắp sâu vào. Đúng rồi, thế này là cũng có viêm ruột hoại tử rồi. Cũng có. Đúng rồi, nó chưa chưa ăn sâu vào trong thành ruột cho nên mình không nhìn được qua ở bên ngoài, rạch vào mình thấy được. Chú rạch rạch càng xuống dưới thì cái bọt nó sẽ càng nhiều đấy, nó bọt khí ạ. Vâng, chú rạch xuống nữa đi, rạch xuống nữa xem là chú rạch từ từ, chú xem để ý xem nó có bọt không ạ. Hiện tại là ghép nhiều lắm đấy, có bọt khí nó sùi ra không chú? Có bọt khí rồi đúng không? Đấy, càng và càng xuống sâu ấy thì cái vi sinh cái vi sinh bất lợi là nó sẽ càng tăng sinh mạnh. Vâng, ok rồi chú ạ. Đến thế là mình biết rồi. Thôi nha. À không không, chú ơi mổ tiếp đi cho cháu, chưa xong đâu. Tiếp tục nha. Không, chú ơi, chú mổ 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 cho cháu manh tràng đi, không mổ ruột nữa, ruột thế là kiểm tra thế là rất là kỹ rồi chú ạ. Manh tràng kìa, manh tràng thì cháu nghĩ là chắc là bình thường thôi, nhưng mà chú cứ cắt ra cho cháu xem là có đầu đen hay gì không. Manh tràng cơ mà. Đấy, đúng rồi. Manh tràng ạ. Đấy chú cắt manh tràng ra cho cháu đi. Cắt ra xem là nó có kén hay là máu hay là gì gì không. Không, cắt hai cái đen đen đấy chú, hai cái bên đen đen bên là manh tràng ấy, cái đen đen manh tràng bên đen đấy chú. Chú rạch rạch cái manh tràng ra. À dạ vâng, đấy đấy đúng rồi. Chú rạch ra xem là nó có bị máu hay xuất huyết gì không. Không, có những cái casein trắng trắng gì trong đó không, hay là độc là ấy thôi, độc là phân thôi. Có giun sán gì không? Nó có bọt đấy. Và bọt là E. coli trong đấy, không có những cái mảnh gì cả. Rồi ok, không có đầu đen. Và kiểm tra bên kia nữa. Kiểm tra bên kia đấy. Kiểm tra ở bên kia đấy. Nhưng mà có nên rửa sạch nữa không? Không, 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 không cần đâu. Cái đấy cũng không cần thiết đâu. Đấy, rạch cả đấy, cái bên đấy ra luôn ạ. Đấy, sắp xong một lúc nữa là xong đấy. Chú rạch luôn ra thôi, không cần phải ấy đâu. Vâng, không có sao chú ạ. Không vấn đề gì. Vâng. Bây giờ chú kiểm tra cho cháu túi túi pha Brixius đấy, cái túi ở dưới hậu môn đấy. Vâng. Đâu chú không không, chú lật lên đi, chú lật lên lại đi ạ, lật lên lại đi, nó ngay ở dưới hậu môn ấy.
không không phải ấy đâu chú, cắt 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 ngay cái chỗ hậu môn ấy, nhưng cái ruột lên, nhưng cái ruột lên, nhưng cái ruột lên, nhưng cái ruột lên thì nó ở dưới cái hậu môn ấy. Đấy 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 đấy, xem cái túi pha đấy, vâng đấy đấy, nó là cái túi đấy đấy, chú rạch nó ra xem là nó có bị xuất huyết hay gì gì đấy không. Nó cứ cắt ra để cho nó rớt rớt đi. Và chú cứ cắt cái da đấy ra được. Gà tầm này rồi thì kiểm tra cái đấy thì nó cũng không quan trọng lắm. Nó không phải là gom anh nhỉ? Ừ thì nó không phải gom, nhưng có nghĩa mình mổ thì mình vẫn phải kiểm tra để xem là nó có ấy không, thì để mình còn quyết định để sử dụng phác đồ á. Chứ cũng không phải là ấy. Anh em ơi. Ừ, tí anh điện lại nhé, đang hỗ trợ cho khách mổ khá xa ưu tí. Ừ, đang online cái. Đâu chú ơi, ở dưới kia cơ, đấy là cái manh, đấy là cái ruột. Ruột đấy mà. Anh bảo lấy túi pha mà. Túi pha mà Thủy Thủy chỉ cho chú cái túi pha. Và chú cứ rạch ra đi, chú rạch cho chú xem cho cháu xem nó có bị xuất huyết hay là tạo cái kén gì trong đấy không. Có cái bã đậu hay là nó có sưng lên gì đấy không. Đấy cái túi ở cái phòng phòng tròn tròn đấy chú. Chú rạch luôn cho cũng được, cắt ra nó cũng hơi hơi khó. Chú rửa kéo đi xong chú rạch đi cho cháu xem là nó làm sao không? Chắc con này nhìn này chắc là không vấn đề gì. Đấy bổ đôi nó ra. Quay xa xa ra. Quay gần camera quá nó không nhìn thấy. Chắc ok không vấn đề gì đúng không chú? Vâng vâng. Túi pha cái lết nhăn nó đều đẹp, nó không vấn đề gì cả. Vâng. Thì chú kiểm tra lại cho cháu cái cơ đùi vừa lấy đi, bởi vì là vừa lấy mình chưa xem. Có đúng thấy đấy. Và có thấy xuất huyết gì không bên kia nữa? Không có gì cả. Và vàng bên kia nữa. Vâng vâng. Thế bây giờ để cháu kết luận cho nhá chú nhá. Điểm xuất huyết này. Vâng, cái đấy thì thôi thì mình cho uống hạ sốt là được chú ạ. Cái này nó cũng cá thể thôi. Đấy thì nó nói chung là mổ khám nó toàn bộ rồi thì nó cũng nó sẽ phát hiện ra là cái đàn gà này là sắp được bán chưa. Vâng, bây giờ là hiện tại là vaccine Coziza INT mình đã làm chưa? Đưa cái điện thoại đấy cho chị á, thì để chị nói nó dễ. Chị ơi. À vâng, cái INT là nhà mình đã làm chưa chị? À bác sĩ là toàn đi tên nước ngoài, mình thì chẳng có học, chẳng biết được. Còn trong quá trình nuôi cái đàn gà này thì nhà em nó vào vaccine là 7 lần rồi đấy. Vừa tiêm vừa nhỏ vừa trong cái các thứ là 7 lần rồi. Dạ vâng. Thế thì để tí nữa em Thủy sẽ xem lại cái lịch vaccine cho chị nhá. Thế thì bây giờ em chỉ chẩn đoán cho chị là cái đàn gà nhà chị á là bị các cái bệnh gây cái bệnh hen ấy, đó là có cái bệnh INT này, Coziza, APV và CCD nhá chị nhá, cả tụ huyết trùng nữa. Đó thì cái gà nhà chị sắp được bán rồi á, nhưng mà khả năng là chị phải làm lại vaccine INT với cả APV. Chị để ý xem là ở trên cái da đầu á là nó có ấy không, nó có nhiều con là nó sưng không. Nó sưng thì nó sưng quá, nhưng mà tự nhiên cái hôm qua thấy nó nhắm mắt xong rồi thì cũng chưa vâng. Thế thì
Thì đây xong là em sẽ chiếu cho cái phát à, cái ấy nhá. À đâu, ở đây thì nó lại không có cái ảnh này. Thì tí nữa xong là em gửi cho. Thì nó sẽ full chị ạ, thì sẽ sử dụng cái công thức full nhá. Và công thức full mắt đấy, để full đấy, để cho nó mở hết mắt ra. Đấy, còn cái phác đồ thì hiện tại là chị sẽ dùng cho em là cái lanh spec cộng với pha lo cộng với cả sulfamolo cộng với cả kháng viêm long đờm hạ sốt để cho uống liên tục 5 ngày. Đấy, xong là uống sau độ khoảng 3 ngày đấy thì cái con gà tổng nó khỏe lên á. Thì chị sẽ làm lại cho em cái vaccine APV trước nhá. Bởi vì vaccine APV này là nó phải làm trước để cho nó đỡ cái hiện tượng có bọt mắt đấy chị. À, tại vì tại sao là chị chữa cái đàn gà này chữa nhiều lần rồi không khỏi, bởi vì là chị chưa làm lại vaccine APV ấy. Nó đấy, những cái con mà chị bắt ra đấy nó vẫn bị bọt mắt đấy chị, đúng không? Đấy, thế chị phải làm lại vaccine đấy, xong là 3 ngày tiếp theo thì lại làm lại vaccine INT. Thì cái quy trình uống thuốc độ khoảng 5 ngày và chị cho rõ là 2 lần vaccine 7 ngày là khỏi, là đàn này chắc chắn khỏi. Vâng, với cả hai nữa chị phải xử lý cái đèn chuồng, ví dụ đèn chuồng nó mùi khí độc quá thì chị phải xử lý cái đèn chuồng.